Trường quốc tế bất ngờ đóng cửa trước ngày khai giảng, ôm 14 tỷ của phụ huynh lại mất tăm. Trường quốc tế Green Shop, tên tiếng Việt là Chồi Xanh, đóng tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, bất ngờ ra thông báo sẽ đóng cửa, khiến nhiều phụ huynh có con em theo học tại đây bị sốc bởi vì có nguy cơ bị đẩy ra đường. Được biết, trường do bà Catherine Clark McKean, 52 tuổi, quốc tịch Anh điều hành, người đại diện pháp luật là bà Shirlene Ryan, 55 tuổi, quốc tịch Úc. Từ năm 2013, trường bắt đầu đi vào hoạt động và đến nay đã trở thành một trường có tiếng tại Hội An, được một số phụ huynh tin tưởng và đăng ký. Học phí tại trường dao động từ 350 đến 400 triệu đồng một em trên một năm học. Dự kiến vào ngày 22 tháng 8 sẽ tựu trường. Tuy nhiên, vào ngày 8 tháng 8, tất cả các phụ huynh đều nhận được thông báo từ bà Catherine qua email với nội dung bà đã chuyển tất cả học sinh đang theo học tại trường này sang trường quốc tế Mỹ APU Đà Nẵng và bà cũng không còn điều hành Green Shop nữa. Một phụ huynh cho biết khi nhận được thông báo trên đã rất hoang mang. Lo lắng hơn khi 3 ngày sau đó, trường APU gửi thông báo qua email rằng họ không tiếp nhận học sinh của trường Chồi Xanh Green Shop. Lý do APU đưa ra là vì trường không nhận được học phí của phụ huynh. Cứ nói qua nói lại như vậy, còn chúng tôi đã vào năm học mới nhưng có em chưa xin được trường để học. Green Shop cũng không có bất cứ trao đổi nào về số tiền đã nhận của phụ huynh. Họ tháo dỡ hết các công trình trong trường, chấm dứt hoạt động. Còn bà Catherine và bà Suolirian cũng đã về nước. Phụ huynh thì trở tay không kịp, còn các cháu thì hoang mang. Không chỉ về vấn đề học phí mà bị tổn hại tinh thần, tủi thân khi nhiều bạn đồng trang lứa đã có trường để học. Hiện các phụ huynh đã làm đơn tố giác gửi đến Công an tỉnh Quảng Nam để đề nghị xác minh, làm rõ dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, số tiền học phí mà phụ huynh đã nộp hơn 14 tỷ đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tám TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức nóng hổi trong ngày.